Chiều 11 tháng 9 năm 2023, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong đó, mặt hàng xăng và dầu mazut giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành. Cụ thể, giá xăng RON 95 không cao hơn 24.871 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.471 đồng một lít. Giá dầu diesel không cao hơn 23.055 đồng một lít, tăng 410 đồng một lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 23.188 đồng một lít, tăng 374 đồng một lít. Giá dầu mazut không cao hơn 17.704 đồng một ký. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với dầu diesel và dầu hỏa. Cơ quan quản lý chi sử dụng quỹ bình ổn đối với hai mặt hàng xăng và dầu mazut. Như vậy, sau 6 lần tăng, mặt hàng xăng đã dừng tăng giá tại kỳ điều hành này. Trước diễn biến tăng nóng của giá xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan chủ động, quyết liệt trong điều hành, cân đối cung cầu thị trường xăng dầu nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tiêu dùng của người dân trong mọi tình huống. Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan xác định sản lượng của các doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước để có cơ sở cân đối nguồn xăng dầu nhập khẩu trong thời gian tới nhằm đảm bảo duy trì liên tục, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng cần chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và tình hình sản xuất, kinh doanh xăng dầu trong nước để điều hành giá, sử dụng quỹ bình ổn giá phù hợp, kịp thời, hiệu quả.